Tính đến hết tháng 4 năm 2018, có 118 container chứa xe BMW nhập về cảng Cái Mép thuộc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng chưa có người đến nhận. Theo báo Thanh Niên, số xe này được nhập cảng về cảng Cái Mép trong khoảng 4 tháng đầu năm 2017 và đã được cảng này thông báo lên các kênh thông tin đại chúng, nhưng đến nay vẫn chưa có người đến nhận. Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cho hay số xe này không liên quan đến vụ buôn lậu xe BMW của EuroAuto trước đây. Lô xe BMW nằm tại cảng Cát Lái ở Sài Gòn của EuroAuto đến nay vẫn chưa được tái xuất về Đức. Ngoài ra, cũng tại cảng Cái Mép còn có khoảng 52 container hàng hóa thuộc nhiều mặt hàng khác nhau như hàng vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất ngành hàng dệt may, thực phẩm, điện tử cũng được nhập về cảng này từ đầu năm 2012, nhiều nhất là trong 2 năm 2016 và 2017, nhưng cũng không ai đến nhận hàng.